Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh hiện có 66 di tích được xếp hạng, bao gồm 13 di tích cấp quốc gia và 53 di tích cấp tỉnh. Trong đó có một di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia là cơ quan tạm thời được ra đời trong thời gian cực ngắn là 5 ngày, đó là Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh. Những tháng cuối năm 1974, đầu năm 1975, cán cân quân sự trên chiến trường miền Nam Việt Nam đã nghiêng hẳn về phía quân giải phóng. Trước khi thế cách mạng đang lên, thời cơ kết thúc chiến tranh đã đến. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị ra quyết định bằng mọi giá phải giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Giải phóng Sài Gòn được thành lập do Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục làm chính ủy. Đến ngày 13 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị quyết định đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh được thành lập ở căn cứ giải phóng miền Nam đặt tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Sau khi có quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh, với tư tưởng chủ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, với tốc độ một ngày bằng 20 năm, Bộ Chính trị đã quyết định chuyển Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh về ấp Cam Xe, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến ngày nay. Rừng Cam Xe là đây là một khu rừng nguyên sinh với tổng diện tích là hơn 6 hectare. Và ngày xưa thì nơi đây là một cái nơi căn cứ của đoàn hậu cần 814. Và đã, vì vậy mà đã có sẵn các cái cơ sở vật chất, ví dụ như các cái lán trại. Và các cái lán trại này thì người ta sử dụng nguyên vật liệu chủ yếu bởi các nguyên vật liệu có sẵn ở tại cái khu rừng Cam Xe này. Thưa chị, vì sao Bộ Chính trị lại quyết định chuyển Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh từ Tà Thiết Lộc Ninh về ấp Cam Xe, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến ? Nhằm cái mục đích là để gần chiến trường, bám sát, chỉ đạo, đưa ra các phương án tác chiến kịp thời, nhanh chóng. Và vì vậy mà đến ngày 26 tháng 4 năm 1975 thì Bộ Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh từ Tà Thiết, Lộc Ninh chuyển về khu rừng Cam Xe, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến, nơi chúng ta đang đứng bây giờ. Chiến dịch Hồ Chí Minh với 5 mũi tiến công gồm: hướng Bắc do quân đoàn 1 đảm nhận, hướng Đông Nam của quân đoàn 2, hướng Tây Bắc là quân đoàn 3, hướng Đông của quân đoàn 4 và hướng Tây Nam của đoàn 232. Đây là chiến dịch quân sự có thời gian diễn biến ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam, diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi đang có mặt tại hầm chỉ huy của Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh, nơi sẽ cập nhật từng giờ, từng phút diễn biến của chiến dịch. Những quyết định được đưa ra sẽ gắn liền với vận mệnh của đất nước và cũng là nơi ghi dấu ấn của những bộ óc chiến lược làm nên chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước của dân tộc. Đây là nơi mà để cho các đồng chí của Bộ Chỉ huy họp bàn, đưa ra các cái phương án chỉ đạo cũng như là bám sát tình hình chiến trường và đưa ra các 5 cái mũi hướng tấn công vào Sài Gòn. Và thưa các bạn, thì đồng thời ở tại xung quanh các cái hầm chỉ huy thì sẽ có các cái chòi canh gác nhằm đảm bảo an ninh cho cái khu vực chỉ huy này. Và đồng thời thì đây cũng là nơi phục dựng lại cái cảnh tượng vào 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì các đồng chí đã nghe cái thông tin về Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện tại cái đài phát thanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tờ lịch này đã dừng lại ngày 30 tháng 4 năm 1975 để đóng dấu vào lịch sử như một nét son chói ngời. Đất Bình Dương với địa danh rừng Cam Xe đã vinh dự ghi tên mình vào trận chiến quyết định. Mặc dù chỉ là cơ quan tạm thời và được tồn tại trong thời gian rất ngắn từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Trung ương Cục Quân ủy Miền, Bộ Tư lệnh Chiến dịch trong chiến lược chiến tranh thời đại mới. Sau 30 năm kháng chiến trường kỳ, non sông ta đã thu về một mối.
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được đại hội lần thứ tư của đảng ta nhận định. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của quân và dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Với tầm vóc và ý nghĩa của chiến dịch, cũng như vai trò và giá trị lịch sử của di tích Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp hạng đây là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị của di tích, để di tích mãi mãi là bài học lịch sử trực quan, sinh động, nơi giáo dục lý tưởng và truyền thống cho muôn đời sau. Trong những năm qua thì khu di tích Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh luôn là một địa điểm lịch sử cách mạng được Ban Thường vụ Đoàn xã Minh Tân và cũng như huyện Đoàn Dầu Tiếng là thường xuyên tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên về đây tham quan cũng như tổ chức các đợt sinh hoạt lý luận chính trị nhằm nâng cao tinh thần yêu nước và truyền thống anh dũng đấu tranh của dân tộc. Đối với Ban Thường vụ Đoàn xã Minh Tân thì việc giáo dục lý luận và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn là một vấn đề được đặt lên hàng đầu, thì hàng năm Ban Thường vụ Đoàn xã đều tổ chức các hoạt động như là về nguồn, tham quan dành cho các em đội viên, các em thiếu nhi học sinh cũng như các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn xã.